Alo, chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Nay mình có một chiếc xe Dream Việt mang ra để lại gặp anh Kiên, bán cho anh Kiên. Rồi. Anh em chia sẻ bài cho anh Kiên nhá. Em quay đây cho anh, ok. À, qua hôm nay là anh em, anh tên gì nhỉ? Em tên là Hùng. Anh Hùng. Ok, em cảm ơn anh Hùng nhá. Thì anh Hùng này là một trong những anh ấy là cũng là kinh doanh ngành khác thôi. Nhưng là anh ấy cũng là rất là đam mê chiếc xe Dream. Đấy, hai anh em mình ngồi nói chuyện nhau cũng thuyết phục từ nãy giờ. Anh cũng là người mê xe Dream, anh muốn mua một chiếc xe Dream. Nhưng mà đây là qua những quá trình là anh ấy cũng có được một chiếc xe này, đúng không? Giờ là anh ấy để cho em. Hiện tại mình đang đứng ở đây là 3 chiếc nhá. Có một chiếc chạy 7.900 thì mình bán rồi. Còn chiếc đây là 3.000 cây này. Còn chiếc của anh Hùng này là 1 vạn 1 nhỉ? Vạn 1. Xe cũng được anh nhỉ? Phải nói là những chiếc xe này nhìn nó mới quá mà mấy em cứ nghĩ là sơn lại. Đúng lúc anh thợ của anh bảo là tỉa lại thì em bảo, em chả biết em mua là thế rồi. Có thế rồi còn tỉa thì em không biết là Nhưng mà với thẩm định của mình là con xe này là sơn nguyên, máy nguyên, lườn nóc rồi là toàn bộ trục gạt thứ còn nguyên. Đấy em quay gần sát cho anh chiếc xe này. Đây đầu bò còn mới chứ, đây lốp máy còn này không bị bong chóc này. Xe đi 1 vạn 1. Đấy, rất tiếc rằng con xe này đã thay đôi lốp của 2019. Biển của nó em nó đến từ Vĩnh Phúc. Đấy, yên của nó này, đầy bịch này, cứng nếp. Đấy, dành cho các đại gia chìa khóa còn zin nhá. Đấy, này cái mặt đồng hồ em quay cho anh. 1.094 km là số km theo như mình thẩm là chính xác. Đôi gương này thì anh Hùng không chắc. Không mua người ta không có, đây là lắp để đi ra ngoài này thôi. Đây anh Hùng là lắp để đi ra ngoài, mình nhìn thấy đôi gương này bỏ qua không tính. Thì qua đây anh em nói chuyện là em cũng giả anh từ hơn 40 sang 45 triệu. Vâng. Là đến 47 triệu. Vâng. 48 triệu mà anh Hùng vẫn cứ không có gì, anh bảo đúng 50 triệu anh em bán. Thì trước khi mình bảo là thôi anh bán, nhưng cuối cùng anh bảo nếu mà anh Hùng đến đây mà không bán được thì chắc anh về để lại kê đúng không? Để kê nhà anh cũng có xe rồi đúng không? Đấy. Để dùng đấy. Nhưng mà cuối cùng là anh em mình thống nhất là chốt con này là anh bán cho em bao nhiêu tiền con này? Em bán cái xe này cho anh Kiên là 49 triệu. 49 triệu mình cố rồi, lúc rồi anh em dắt xuống kia rồi đi về, hai anh em con ốc bò lên con sen bò xuống, hai bên cũng hết sức cào cấu, nhưng mà cuối cùng là anh ấy vẫn cứ không bán được, anh sẽ để mang về. Nhưng mà vì chia sẻ đam mê là thôi mình cũng phải cố mua con xe này, mình bản thân anh Hùng em cũng phải cố mua chiếc xe này. Ok, cảm ơn anh Hùng nhá. Ok, thế là như là anh vào đây viết giấy nhá. Xe này được không? Anh đi đường được không? Em đi thì em thích cái đồ này thì bán này đẹp thì em mới đi, còn xấu là em không thích. Ok. Ngon. Vâng, anh vào viết giấy đi. Ok. Anh chào mọi người đi. Chào mọi người nhá. Ok. Anh vào viết giấy. Mình mua của anh Hùng chiếc này là 49 triệu nhá. Chiếc xe này đứng bên cạnh đây là có 3 chiếc. Thì hiện tại mình vẫn tập trung mình like chiếc này. Chiếc này là chiếc cũng là ít tiền nhất. Nhưng cái là nó cũng đã muốn lên đến 49 triệu. Em quay anh mặt mình sang cho anh cái xe này. Mình để giữa chỗ nắng này nhá. Con xe này toàn bộ cái mặt trên ấy thì chắc ở chỗ này có thể để khăn mặt ướt một tí thì nó hơi một chút thôi, không vấn đề gì. Tai tổng các thứ thì rất là đẹp, không vấn đề gì. Máy của nó thì căng nét. Còn này ai mua thì bỏ mỗi cái mica ra thôi. Bô của nó cũng căng. Nó thật, nói về đồ của nó thì nó là sáng rực luôn. Đồ zin không một tí mạ nào nhá. Đây toàn bộ gật gù này, không một tí mạ nào. Toàn bộ cái lốc này đây, cái ốc này là do ông vặn cái trước là lắp cái bảo vệ, nhưng cái là mình vẫn để nguyên xe, để nguyên bản. Con này phủ đầu bò này rất là đẹp luôn, để mốc xì luôn. Đấy. Xe này thì rất nguyên bản, đây chìa khóa còn zin theo xe nhá, chìa khóa vẫn zin. Có ai thích chiếc này không? Có ai quan tâm chiếc này thì anh em liên hệ mình nhá, mình bán chiếc này là 55 triệu. Đây còn bên cạnh đây là một chiếc xe Dream chạy 3.000 cây. Đấy, em quay cho anh một chiếc xe Dream. Chiếc xe Dream này chạy 7.900 cây thì mình bán rồi nhá, một đại gia ở Bình Dương thì đã đặt cho con này rồi. Con này thì mình đặt cọc rồi. Đây thì mình còn 2 chiếc này thôi. Chiếc này thì gọi là số km 3.000 cây, lốp còn dày bịch nhá. Đây con xe 7.900 này thì lốp mòn hơn, con này lốp 3.000 cây thì lốp dày hơn này. Đây này, tuần thứ 2 năm 2013. Đây, đôi lốp còn zin hết nhá, cả đôi lốp còn rất là dày bịch luôn, để cho anh em chơi.
Con này bụi bặm vẫn còn nguyên, lát này mình sẽ cho anh em rửa. Con này nó là bản đầu to, nhưng mà đầu to bây giờ cũng rất đẹp rồi. Máy này nó là chấm hết, em quay vòng cho anh này. Yên này, trời ơi càng đẹp như kiểu em là hàng đẳng cấp, như kiểu con gái ấy, dùng ít ấy. gái 18 ấy. Quá đẹp luôn. Con xe được ưu điểm biển Hà Nội nhá. Và ai quan tâm thì liên hệ cho mình có chiếc này nhá. Chiếc này thì mình định để đi thôi, mình để mình không bán, mình sẽ là vật sưu tầm. Em quay vòng cho anh. Đây bây giờ tình hình Garanti còn đang chưa nổ máy nữa, không nổ máy. Mình đang xe này là mình để sưu tầm thôi. Nên ý của mình là mình sẽ không bán. Nhưng mà thôi, có ai quan tâm mình vẫn bán nhá. Mình cũng rất là, nói chung là để một chiếc xe chạy 3.000 cây không có được đâu. Mình bán ra chiếc này là 75 triệu nhá. Có ai quan tâm thì liên hệ chiếc bên này của mình. Mình bán 75 triệu. Bởi vì cái xe này là mình để mình đi thôi, chứ đúng ra là ấy, nhưng mà thôi. Vì anh em đam mê là mình bán. Chìa khóa zin theo xe nhá. Đây em quay cái mặt cho anh. Đây nhá. Toàn bộ đồ nó còn phấn luôn, không vấn đề gì. Đấy. Ok. Anh bán chiếc này. Đấy, cái này. Vâng. Vâng, em xem nào. Đấy, cũng như chiếc xe zin đã để về đây. Anh ra này. Vâng, ok. Anh biển 19 à. Anh ra chiếc này là bao nhiêu tiền anh? 18 năm. Con này là 18 triệu 500 à? Em xin phép em cài cái anh em biết. Anh ấy. Thôi. Vâng. Thế thôi ok. Không nói thì nó không cần. Em đang làm video. Rồi. Nó lại không cần. 18 rưỡi anh. 18 rưỡi. Anh ơi, đi. Rồi. Anh cứ xem đi, có xe về của chị. Rồi. Để đi 3 năm nay thôi. Vâng. Anh Hiếu. Để chị với con. Vâng. Em sợ không bán ở đâu anh ơi, con này em mới gửi anh tầm 13 triệu. Đây 15 đi. Không, 15 không bán được. Con này em gửi anh 13 triệu. Xe này của anh 207, xe lồng nhầu, cũng không phải là thuộc xe chất. Ngặc nhặc. Ok, để em chào coi. Cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Có ai có những chiếc xe đẹp nhá, hãy liên hệ cho mình. Số điện thoại mình là 0382828028. Những chiếc xe thật đẹp nhá, mình rất là tha thiết muốn mua. Các bạn có nhu cầu mua bán hay đến địa chỉ 52 Chùa Hà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Tắt đi. Ok. Em kiểm tra lại cái này.